Hello, cùng mình đi xem Christmas Red Light ở Việt Nam diễn ra ở sân động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là những giây phút đầu tiên, cũng không phải đầu tiên lắm. Mình đã vào được 1 tiếng rưỡi rồi đó. Bây giờ mình check in, check out đồ nè. Thấy light stick gõ gõ đó. Và sau đó thì sẽ đến tiết mục mở màn của ca sĩ đầu tiên. Bạn này là sinh không biết năm mấy mà 22 tuổi. Chắc là sinh năm 2001. Thì hát rất là hay. Bây giờ thì mình chiêu theo cái giai điệu á, rất là cuốn và kiểu rất là chờ đón các anh luôn á. Kiểu bây giờ mọi người đã có light stick rồi nè, nguyên một bầu trời màu xanh luôn, quá là thích luôn á. Và bây giờ thì mình đang chờ các anh ra sân khấu và cùng phiêu theo những giai điệu đầu tiên nha. Nói chung mình cũng khá là tiếc cái sân khấu á, mình cảm thấy sân khấu nó hơi xa quá hay sao ta. Nói chung là sân khấu nó nhỏ, nó không giống như hình dung ban đầu chữ T mình nghĩ. Nhưng mà mọi người thấy cái không khí rất là đã đúng không? Nhìn nó xanh rợp hết luôn á. Và mọi người đi đông nghẹt luôn. Và quẩy rất là nhiệt tình. Khúc này thì cũng hơi nhiều chuyện nè. Vừa quẩy nhưng mà nghe người ta nói xem có vấn đề gì hàng xỉ gái. Và tiếp tục bây giờ thì chuẩn bị chờ đón các anh thôi. Too many times I
As Shane said already, it is a real honor and a pleasure to be here tonight for our Wild Dreams tour. Thank you so much for coming down here to this sold out stadium here tonight and making us feel so, so welcome here in Ho Chi Minh. Thank you so much. We really love you guys. You know, it's strange to think that this is our first time to ever play here. Why is this our first time to ever play here, huh? What's going on? We need to have a strong word with our management after this concert to make sure that we don't make sure it's not the last time we play here, isn't that right? Good stuff. Walking around stages like this, performing to some of the most incredible crowds right across the planet. And you never get used to it, to be honest, because we've all shared, we all are reliving the memories of our life, of our youth. And
I mean this when I say this. Each and every one of you guys have formed part of that for us, for Westlife. When we come, Botox has come to town, not for all of us. And the husbands and the boyfriends have decided to come along to the show with you guys, right? Yeah. Here's a guy in the front row. Is this your first time at Westlife? Yeah. You're very welcome. Can we get him? Have we got a camera here? No, we don't have that. You're very welcome. Are you having fun? No. So it doesn't really matter what you say because I've got the microphone. You're having fun? Yeah, you're very welcome. So give me a cheer. Just the men in the room. Let me hear you scream. And also, we've got the little children now, the next generation coming through, supporting and coming to see Westlife. Switch! Now say, Westlife! 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 Can you see me over? Let's stick my phone up like this. Everyone go that side. Okay, to you on the screen, Vietnam! So clearly, I might have been in love before.
to say. Hello there. What is your name? It's very nice to see you. Hello everybody down here in the front. Hello everybody at the back. And to be honest, at the risk of leaving somebody out, I'm just going to say we love you all. Every single one of you. Thank you so much. So, should we do another song? This next song we love to dedicate to our families. And when we get on an airplane and fly to the other side of the world, which is what we do when we're on tour, we leave our families behind. Thank you.
Right, Vietnam, we're gonna leave you with this song. We want everybody to turn on your flashlights one more time. Oh, and sing this beautiful good. Song with us. Westlife concert đầu tiên ngày 21 tháng 1 nè. Cảm ơn tất cả, cảm ơn những sự trải nghiệm và cảm ơn các anh đã đến Việt Nam, cũng như là cảm ơn Việt Nam đã có cơ hội được tổ chức một concert ban tổ quốc tế.